Thưa quý vị, như tin chúng tôi đã đưa, sáng nay, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng đã đến kiểm tra thực tế một số công trình, dự án trọng điểm trên địa bàn thành phố. Cùng đi có Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố Lê Minh Trung và Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Kỳ Minh. Tại dự án đường vành đai phía Tây 2 có chiều dài hơn 14 km, đây được xác định là công trình trọng điểm của thành phố, có tổng kinh phí đầu tư hơn 1.100 tỷ đồng. Đến nay vẫn còn gặp nhiều vướng mắc bất cập, nhất là trong khâu giải phóng mặt bằng. Trước tình hình này, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng yêu cầu Ban quản lý các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng ưu tiên và các địa phương, đơn vị thi công cần tích cực phối hợp, tháo gỡ các nút thắt, triển khai quyết liệt công tác giải phóng mặt bằng để kịp thông tuyến từng đoạn một, không để tiến độ bị kéo dài thêm. Và trước mắt thì tôi đề nghị là tập trung vào công tác giải phóng mặt bằng để từ nay đến chậm nhất đến 30 tháng 6 của năm 2022 là phải thông toàn bộ cái tuyến này. Vướng nhất vẫn là câu chuyện về giải phóng mặt bằng thôi. Bây giờ mình giải quyết cái việc thông tuyến đoạn nào xong, thông tuyến cái đoạn đấy để giải quyết vấn đề giao thông kết nối từng cái khu vực một. Đến kiểm tra công trình trạm xử lý nước thải Liên Chiểu, ghi nhận tình hình giải phóng mặt bằng tại đây vẫn còn 31 hồ sơ chưa bàn giao trong tổng số 206 hồ sơ. Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng yêu cầu quận Liên Chiểu cần nhanh chóng chỉ đạo các cơ quan chuyên môn xây dựng kế hoạch chi tiết, giao rõ trách nhiệm, mốc thời gian, thẩm quyền thực hiện trong công tác giải phóng mặt bằng. Đồng thời đề nghị Ban quản lý dự án cũng phải có trách nhiệm tham gia tích cực vào công tác này để có mặt bằng đến đâu kịp thời thi công đến đấy, đảm bảo tiến độ dự án. Tại dự án tuyến kênh thoát nước vệt cây xanh cách ly, đoạn từ khu công nghiệp Hòa Khánh đến sông Cu Đê, vẫn còn gần 30 hồ sơ chưa bàn giao mặt bằng, nằm trên địa bàn các phường Hòa Hiệp Nam, Hòa Khánh Bắc. Bí thư Thành ủy yêu cầu quận Liên Chiểu cần đảm bảo tối đa quyền lợi cho người dân có đất thu hồi, đồng thời kiên quyết thực hiện đúng quy định, quy trình về kiểm đếm bắt buộc và cưỡng chế thu hồi đất. Đối với các trường hợp hộ dân đã bồi thường đúng đủ theo quy định nhưng vẫn không chấp hành bàn giao mặt bằng, đề nghị Ban quản lý dự án và đơn vị thi công tiếp tục phối hợp chặt chẽ với địa phương thi công theo đúng tiến độ và kế hoạch đề ra.